Đấy, hôm nay lại có sới khô nha các bạn. Khô eo luôn đó. Đồng này ở đây là đồng Dinh Bà. Dinh Bà, Tân Hồng, Đồng Tháp. Đồng này, sới này sới làm dua, đồng khép kín. Đang sới ở đây là 6 ngàn nha các bạn, 6 ngàn một cầu. À, mấy dòng này đi sới khô cứ phải gọi là đúng bài rồi đó, chuẩn luôn rồi đó. Bánh không nhỏ ha. Cái vùng này thì 6.000 7.000 này nhiều lắm các bạn. Nó dưới John Deere 530. Đồng này vô vụ ba liền bữa cắt xong khoảng chừng tuần nay à. Là khoảng 10 ngày đó. Là bây giờ vô sớ rồi. Ở đây thì cũng tùy tùy người, có người thì cài phơ, có người thì vô sớ luôn. Đó, đã bắt đầu nghe hờ máy rồi đó. Rồi Kubota M6000 sử dụng động cơ Kubota V4000. Piston 105 4 máy, công suất 68. Nó thấp hơn 7000 tua 200 vòng nha các bạn. Thằng này nó 2002, thằng 7000 tới 2004 lận. Thằng 6000 này thì so với 7000 thì người ta nói nó nhanh hơn. Nó nhanh hơn là do nó đi cùi dĩa 13 37 với 13 35. 7000 thì 13 37 lần, lớn hơn 2 gang mà. Dĩa lớn hơn 2 gang cho nên nó chậm hơn. Còn công suất thì thằng này nó thấp hơn 7000 10. Trời ơi khỏi nó ra kìa. Thằng này 68, thằng kia 78. Ở đây thì toàn bộ là đa số các bạn, không phải toàn bộ. Đa số là xài một cầu với hai cầu nguyên bản không à. Ít có thấy máy tháp lắm. Máy máy tháp đầu, máy gì là máy tháp cầu, máy đấu cầu đồ thì lừ khư hết. Vậy mà cũng có một vài ông nói là không tiền à. Vậy là cũng có ông nói là có ai khùng điên gì mới đi tháp cầu thì độ cầu cho mấy dòng này. À chưa, mấy con này thì sẽ khô phải gọi là đúng bài đúng nết luôn đấy. Còn tôi sớ thì 540 với 1.000 hai số sớ. Đi nghiền nghiền dòng bè à. Cái này cũng được phân nửa. Ô này ô chạy dài. Đây phương tiện. Về nó về ủi luôn ha. Nó cái mâm 36 đó. 13 mâm này như là 13 năm 36. Kìa với cái con to nữa kìa, con kia hai cầu cái gì á. Ôi rồi nó ra khói. Dữ rồi, dữ rồi. Xế đất nhìn đã lắm các bạn. Đó, thấy chưa? Cái này người ta sới ăn tác này, ta phơi mới cho nước vô, mới sới lại ăn tác nữa rồi mới chạc. Ở đây thì tất nhất tất nhì rồi toàn bộ là máy cài sới hết. Mấy con với chạc với đánh đường nước thôi à. Cũng có đôi khi máy nhỏ mấy con Isuzu rồi đó cũng vô chạc đánh đường nước luôn, mấy con khỏi làm. Còn với kia hai cầu chắc 7.000 quá đó. Ở đây đa số xài hai cầu là 7.000, tại vì con 6.000 là hai cầu nguyên bản hiếm lắm các bạn, ít gặp lắm. Đó cái dòng bìa nãy mình quay lúc mới vô nè.
Ôi ôi mấy con này thì nó cứ một cầu là nó nặng từ 2,5 tấn nha bạn. Hai cầu thì anh em cứ tạm cộng thêm cái bánh với cái cầu trước của nó. Con này giữ lâu lắm mà. Đông này phải gọi là khép kín toàn bộ luôn nè. Con đường đường D1. Hơi ngày đã mà khói ra cũng đã nữa. Dàn này 2m2 á. Dài lú khỏi quánh cũng nhiều à. Lú khỏi quánh có 4 tấc mà. Con kia hai cầu 7.000 nhưng mà còn đi bánh không nhỏ, hai con này bánh không nhỏ hết. Thớt nhẹ te rồi. Mấy đồng ba vụ này thường là người ta sới cạn nha các bạn, ít ai sới sâu lắm. Khi nào gãy đồ, làm gãy đồ thì với mấy đồng hai vụ đồ ít lún đồ người ta mới còn sới sâu. Còn mấy đồng ba vụ khép kín này thì đa số là sới cạn không à. Nói đúng hơn là thời bây giờ đa số là sới cạn. Tài chạy quá tỉnh luôn. Khó ra một giây. Đó bên này người ta cài nè. Cài này phơi lên đã luôn. Năm bước lưu bên này thì đang sơ khô bên này. Đó còn 7 ngàn đang chạy dưới đó đó các bạn. Hai cầu. Không nhỏ luôn. Sao đôi đó ta. Đúng sao đôi quý vị, hôm mơ rồi sao chờ không biết. Đây anh 6.000 của mình để đây. Quay đầu rồi nè. Mấy đất cải đây vô sấy khô nó nhìn đã lắm. V4000 này thì danh sách hiện tại mình nắm mà nó nằm trên M6000, M7000, M7500 với 6950, 6970. Chỉ có nằm duy nhất trên 6000 là tua 2002 thôi. Nằm trên 7000, 7500 với 6970, 6950 là tua 2004. Nhưng mà ở trên thằng 7500 nó sẽ chia ra hai dòng. Một dòng là V4000 78PS như 7000. 79PS như 7000 với một dòng là V4000 gạch A. Cái dòng mà V4000 gạch A dòng là dòng xuất khẩu, dòng quốc tế. Dòng đó nó tới 81 HP, 81 ngựa lận. Dòng đó thì mình nghe một vài anh em nói là nó có bú dục cho nên nó lực hơn, nó mạnh hơn, công suất nó cao hơn.
cao hơn 3 mã lực. Còn nằm trên 6970, 6950 thì nó xài máy V4000 gạch số 4, chứ không phải gạch A nha. Tua cũng 2400 luôn, công suất là 69.5 HP. Là 4.0 đó. 4.0 lít là 4000 phân khối, 4000 cc. Bê tông thì cũng đều là 105 hết. Chỉ có lên mấy thằng 7950, 7970 rồi thì nó bê tông lên tới 109, nó lên máy tới 4300, lớn hơn mấy thằng này 300 cc, 300 phân khối. 4.3 lít. Mấy dòng này nói chung là tỷ lệ hao dầu nó sẽ tỷ lệ thuận với công suất làm việc với hiệu năng của máy nha bạn. Nói chung là máy cạ luôn chứ không nói máy dòng này, cho nên một số anh em xài máy thì có đánh giá mấy con này hao dầu. Cái chuyện là đương nhiên rồi, mấy con này nó mạnh mà, nó mạnh mà nó lì nữa. Tới 2m2 là nó chà chà sọc không là gần gần có thấy nó dài. Tài chạy quá tỉnh luôn, đất sớm nhìn quá đã luôn các bạn. Đất này mấy anh em mà chiên gãy thì đừng nên vô so nha, tùy dùng. Thôi máy phê quá mà khói cũng phê quá luôn.